Công thức của Gigabyte đối với dòng laptop gaming phổ thông đó là mang lại một thông số cấu hình là cực kỳ ngon so với cả mức giá, và nó ngon hơn hẳn luôn ấy. Đến mức mà mình vẫn hay nói chuyện với các anh em rằng là Gigabyte chính là vua cấu hình luôn. Và chiếc Gigabyte G5 mà mình đã từng review trong năm nay là một minh chứng quá là rõ ràng. Thậm chí là mức giá của nó còn rẻ hơn rất là nhiều so với cả đối thủ nữa kìa. Và hôm nay thì mình mang đến đây một phiên bản Gigabyte cũng với tinh thần là vua cấu hình luôn, là chiếc Gigabyte G6, phiên bản màn hình lớn hơn lên đến 16 inch. Và với mức giá là 28 triệu, các bạn đã có luôn RTX 4060 và CPU Core 7 Gen 13 luôn nha. Vậy để trải nghiệm của nó ra sao và liệu đây có phải là một món hời trong tầm giá hay là không, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói luôn vào điểm mạnh lớn nhất trên chiếc máy này, đó là hiệu năng, để xem rằng là nó có thực sự ngon hay là không. Thực ra thì cũng ngon đấy, nhưng mà để mà bảo rằng là hời thì mình nghĩ rằng là cũng chưa hẳn, và nó sẽ phụ thuộc rất là lớn vào cách mà các bạn tận dụng nó ra làm sao. Vì nhìn trên thông số thôi thì có thể là rất là ngon, nhưng mà sức mạnh thực tế của phần cứng bây giờ nó chịu sự tác động rất là lớn của công suất điện mà chiếc laptop đó cung cấp cho các phần cứng ra làm sao. Ví dụ như em cần họa rời RTX 4060 trên thông số nó có thể ăn tối đa được lên là 140W, nhưng mà phiên bản 4060 mà mình đang có ở đây nó sẽ chỉ là phiên bản 75W mà thôi. Và hiệu năng của nó cũng sẽ chỉ nhỉnh hơn một chút so với cả RTX 4050 140W mà thôi. Nên là thực tế đa số các tựa game mà các bạn chơi nó cũng sẽ không mạnh hơn so với cả 4050 140W. Sự khác biệt chỉ thể hiện khi mà bạn chơi những tựa game đồ họa khủng hoặc là xuất ra màn hình độ phân giải cao. Khi đó hình ảnh nó sẽ có mức độ chi tiết là cao hơn và phức tạp hơn, thì mà nó sẽ tận dụng được 8GB VRAM ở trên chiếc RTX 4060. Còn 4050 nó sẽ chỉ có 6GB VRAM mà thôi. Ví dụ như là tựa game mà mình rất là hay chơi là Halo, mà để Ultra Setting ấy là mày nó sẽ ăn lẹm lên đến là gần 8GB VRAM rồi. Và lúc này thì FPS của mày nó sẽ chênh lệch hơn thấy rõ so với phiên bản 4050 140W. Nói chung thì cái này sẽ phụ thuộc rất là lớn vào nhu cầu sử dụng của mỗi người. Và nếu như mà chỉ chơi game eSports không thôi thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng không nên trông đợi gì quá là nhiều. Và thay vào đó thì các bạn chỉ nên mua phiên bản 4050 thôi để mà tiết kiệm chi phí. Và thực ra thì 4050 bây giờ để mà chơi game eSports nó cũng đang rất là ngon rồi. Còn cấu hình mà mình đang có ở đây nó sẽ phù hợp hơn với các bạn vừa chơi game khủng để mà tận dụng triệt để 8GB VRAM, hay là các nhu cầu xử lý các công việc nặng liên quan đến đồ họa và kỹ thuật. Và đúng là với em CPU Core i7-13620H nó có lên đến là 6 nhân P-Core, nên là đây là dòng chip có thể đáp ứng được cho các bạn rất là nhiều những nhu cầu liên quan đến làm việc nặng khác nhau. Hiệu năng đa nhân lẫn đơn nhân của con chip này nó đều rất là mạnh mẽ, và máy có màn hình lớn lên đến là 16 inch nữa thì làm việc nó cũng sẽ thoải mái hơn. Còn về mặt nhiệt độ thì việc giới hạn công suất điện của GPU ở mức là 75W cũng cho thấy rằng là Gigabyte đã tính toán rất là kỹ cho hệ thống tản nhiệt này. Cục sạc của máy cũng sẽ chỉ có công suất là 150W mà thôi, nên là muốn máy nó nóng ấy thì cũng có khi là còn khó chứ. Và thực tế thì nhiệt độ cho ra của máy nó rất là mát mẻ, và đa số các trường hợp mà mình chơi với công suất điện của CPU chỉ vào khoảng là 35-45W ấy thì nhiệt độ nó cũng sẽ chỉ dao động vào khoảng là 80 độ C mà thôi. Hy hữu lắm có trường hợp công suất điện của CPU nó bắn lên tận là 50W. Nó thỉnh thoảng xảy ra ở một số những tựa game mà cắn CPU như là CS2 thì nhiệt độ của nó có thể lên mức là trên 90, nhưng mà thực sự thì con số đó là không nhiều. Ngay cả việc là mình render với phần mềm Blender set chế độ chạy cả CPU và GPU tối đa 100% ấy thì máy nó vẫn rất là mát. Và nhìn chung thì phần lớn thời gian mà mình làm việc chơi game trên chiếc máy này thì nó khá là mát mẻ, quạt gió của máy cũng không kêu quá là ồn ào, nên là các bạn có thể là an tâm về hệ thống tản nhiệt trên chiếc máy này nha. Rồi, còn về mặt thiết kế thì chiếc Gigabyte G6 đi theo trường phái mỏng nhẹ. Nếu như mà so với cả những mẫu laptop 16 inch khác thì ở đây là chiếc máy nhẹ nhất rồi, và nó còn nhẹ hơn rất là nhiều so với cả những mẫu máy 15 inch nữa kìa. Chất lượng hoàn thiện của máy cũng được làm rất là tốt. Các phần cạnh máy được làm mỏng, gọn, các phần nối cũng không có chi tiết thừa. Còn bề mặt của máy thì cũng được phủ nhám mở nhẹ. Chỉ có phần bản lề là lực giữ màn hình nó chưa được chắc chắn cho lắm, và màn hình nó sẽ bị rơi tự do nếu như mà các bạn gập máy quá là nhanh. Đó, nên các bạn hãy từ từ và nhẹ nhàng gập xuống như thế này thôi nhá. Máy cũng sẽ có một số những họa tiết mang tinh thần gaming, nhưng mà cá nhân mình thích ngôn ngữ design tổng thể và có thông điệp riêng, chứ không chỉ đơn thuần là một vài những cái chi tiết nhỏ lẻ như vậy. Và nếu như mà xét về mặt tổng thể thì ở đây vẫn là một chiếc máy có thiết kế nhìn chung là đơn giản, nó không có quá nhiều thứ đặc biệt. Và cũng đúng thôi, vì đây là một chiếc máy dành cho những bạn thực dụng muốn có một hiệu năng trên giá tiền là rất tốt. Bàn phím của máy thì các bạn sẽ phải mất một thời gian để mà làm quen, vì kích thước phím khá là nhỏ, nên là khi mà gõ nhanh mà không quen ý, thì khá là dễ bị bấm nhầm. Rồi layout của phím thì nó cũng chưa được hợp lý cho lắm. Ví dụ như là phím shift ở bên phải nó cũng hơi nhỏ nữa, nên là cũng dễ bị bấm nhầm nốt. Kể ra mà chiếc máy này nó bỏ cụ phím số đi để mà làm kích thước từng phím nó rộng ra thì mình thấy rằng là nó sẽ tối ưu hơn. Nhưng mà bù lại thì cảm giác gõ nó rất là nhanh, nhạy và êm. Touchpad bên dưới cũng được phủ gương, tuy nhiên là có lẽ do nó làm to quá nên là nó sẽ hơi bị lộp bộp nhẹ mỗi lần chạm tay nhẹ xuống ở khu vực nửa bên dưới. Đây là sau khi mà mình thích nghi thì mình sẽ phải chạm nhẹ hơn một chút so với cả mức bình thường để mà nó không bị lộp bộp nữa. Bù lại thì nó có kích cỡ lớn và tracking rất là chính xác nữa, nên là đối với cả những nhu cầu làm văn phòng thì các bạn sẽ không cần sử dụng đến trượt ngoài luôn.
Về màn hình thì nó sử dụng tấm nền IPS và tần số quét lên đến 165Hz nhé. Chất lượng hiển thị thì nó cũng sẽ chỉ ở mức cơ bản mà thôi và không có nhiều điều để nói về màu sắc. Nhưng mà đây vẫn là một tấm nền cực kỳ phù hợp cho nhu cầu gaming nhé. Về cổng kết nối thì máy cũng được trang bị khá là đầy đủ và cách bố trí hợp lý chia đều ra cả ba cạnh. Chỉ lưu ý rằng là máy sẽ có hai cổng C nhưng mà ở đây sẽ chỉ là truyền dữ liệu thôi chứ không được hỗ trợ xuất hình ảnh đâu nhá. Còn xuất hình ảnh thì bạn cũng có thể dùng HDMI hoặc là Mini DisplayPort để mà xuất độ phân giải cao và tần số quét cao thì cũng đều được nhá. Về pin thì máy có thời lượng ở mức trung bình và khoảng là từ 3 cho đến 4 tiếng. Và đó là Gigabyte G6, một chiếc máy có cấu hình rất là tốt trong tầm giá, phù hợp để mà chơi game đồ họa khủng hay là làm đồ họa kỹ thuật. Nhưng mà như mình đã nói rồi, cấu hình này nó sẽ chỉ thực sự là hời khi mà bạn hiểu rõ nhu cầu của bản thân mình và tận dụng được hết những cái gì mà nó mang lại thôi nhá. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có những điểm mạnh khác cần phải nói đến. Ví dụ như là kích thước lớn lên đến 16 inch, nhưng mà trọng lượng cả máy lẫn cả sạc của máy nó đều rất là nhẹ so với cả những đối thủ trong cùng phân khúc. Rồi, và đó là Gigabyte G6. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Và với mức giá là 28 triệu, các bạn thấy rằng là có chiếc máy nào ngon hơn hay là không thì hãy cùng chia sẻ những trải nghiệm phía bên dưới nhá. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.